Kính thưa quý vị, nhà sư Amachi đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 bằng những cái ôm và những lời cầu nguyện tên từ Kerala, Ấn Độ. Amachi, một nhà sư nổi tiếng thế giới, đã mời hơn nửa triệu người tập trung tại nhà của mình ở miền Nam Ấn Độ cùng ôm và cầu nguyện, nói chuyện tâm linh trong buổi lễ đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của mình. Amachi cũng yêu thương như người mẹ Amma, bởi theo cô thì đem tình yêu thương và thông điệp của mình lan rộng đến mọi người bằng cách là phân phối những cái ôm miễn phí cho người dân. Vào ngày bận rộn nhất của mình, cô được biết là đã ôm bao nhiêu là 20.000 người trong mỗi ngày. Emma đã chấp nhận 33 triệu người kể từ khi khởi đầu của tầm nhìn của mình và được biết đến như là một người ôm nhiều nhất trên hành tinh. Thông điệp của tình yêu, lòng từ bi và vị tha phục vụ của cô đã giành được lòng tin của nhiều tín đồ trên thế giới. Amrita Swarupa Nanpuri, một chuyên viên về tinh thần và thứ hai trong dòng Emma, cho biết cô đã quản lý thế giới tâm linh, xã hội và khoa học để tiếp cận với số lượng ngày đông đệ tử của mình trên toàn cầu. Amma tạo ra một sự pha trộn của tâm linh và nghiên cứu khoa học, và cô tạo ra một vẻ đẹp pha trộn, trong đó sẽ giúp nâng nhân loại. Amachi năm nay 60 tuổi là một nhà lãnh đạo tinh thần đoạt giải thưởng và nhân đạo, người đã giành được nhiều giải thưởng hòa bình quốc tế và giải thưởng cho bức bạo động và công tác xã hội của mình. Từ một ngôi làng đánh cá nhỏ của Ấn Độ trên biển Ả Rập, Amma là một ứng cử viên cho lòng sùng kính rộng rãi của những người dân nơi đây. Thực hiện công nhân đạo tại quê hương của mình, cô được so sánh với mẹ Teresa và Mahatma Gandhi và nhiều tín đồ của mình xem xét cô một hóa thân của nữ thần Thiên Chúa. Cô bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế vào năm 1995 và là một diễn giả chính cho phần tốn kỷ niệm lần thứ 50 của Liên Hiệp Quốc ở New York. Amachi đã tham gia rất nhiều các hội nghị quốc tế và các chương trình được tổ chức tại quốc gia, bao gồm Anh Quốc, Hoa Kỳ, UAE và ở nhiều nơi ở châu Âu. Năm 1993, trong thời gian Quốc hội Tôn giáo Thế giới ở Chicago, cô được chọn là một trong ba đại diện vĩ đại nhất của Ấn Độ giáo. Mặc dù lớn lên như là một người Ấn giáo, Amachi không tán thành một đức tin cụ thể, tiền thu từ việc xuất hiện của cô và tĩnh tâm cuối tuần giúp các hoạt động từ thiện quỹ Amachi ở Ấn Độ và các nơi khác. Nhiều người trong số các chính trị gia hàng đầu của Ấn Độ, các doanh nhân và nhà công nghiệp đều là đệ tử của Amachi. Ngoài các công việc nhân đạo đoạt giải quốc tế của mình, Amma đã thực hiện một nỗ lực hướng tới một môi trường tốt hơn và xanh hơn.